hết hồn. Không, hết hồn, phá của bả đi rồi hư bả rồi cho bả chửi. Trời ơi, có cái đầu búp bê thôi làm gì đâu mà thấy ghê dữ vậy. Mà cái quán gì kỳ cục, chân búp bê là chân quy một con, không chân, chân cái đầu nhìn thấy ghê muốn chết. Đó là một câu hỏi mà rất là lâu rồi, không bao giờ có một cái lời giải thích là tại sao là như vậy. Thiệt luôn á. Tự nhiên đi qua cái quán chi, rồi bị bắt coi quán giùm. Thì làm phước đi, mình tích đức để cho mình giảm ế. Cái gì vậy chị nữ? Gì? Bộ ngày nào chị không cà khịa em chị sống không nổi hả? Thì không làm gì cà khịa vậy cho đời nó vui. Vui cười vui đi em, cười hé hàm răng. Ồ, ở đây có người căng không hả? Hey, chị Giang, sao hôm nay chị không được vui vậy? Chị không được vui. Có chuyện gì chị không được vui? Buồn. Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng can. Buồn thôi. Như ly rượu can, không còn rượu để say. Mới bị giật hụi hả chị? Bị sao vậy? Ai dám giật hụi chị? Chứ sao chị buồn? Chị buồn cho bản thân chị. Hồi nãy tắm. Đi vô trong buồng tắm. Tắm xong. Nhìn mình ở trước cái gương. Rồi bỗng nhiên nhìn ở trong cái gương, một con quái vật xuất hiện. Trời ơi, cái nhà thế giới vậy? Trời ơi, bán cái nhà đó đi, đừng có ở nữa, chết á. Cái nhà đó là nhà này nè. Nhà đó. Bả mà bán cái nhà này là mình hết chỗ ở đó. Vậy sao có quái vật sao ai dám? Bởi vậy chị thảng thốt, chị la lên à! Trời ơi, thì con quái vật đó cũng la lên à! Có lời bóp họng không? Rồi chị sợ quá, chị bịt miệng. Con quái vật nó cũng bịt miệng lên. Chị mới nhìn lại à! Quái vật đó chính là chị. Là sao? Tóm lại là sao? Cái nhan sắc nó bị xuống cấp quá. Từ cái dốc dáng cho nên cái sắc đẹp, cho nên khi chị nhìn thẳng vào trong gương, chị mới thảng thốt. Chị mới vội vàng chị chạy ra, chị hỏi chồng chị: anh ơi, em còn đẹp trong mắt của anh không? Anh ấy trả lời là: lúc này em ăn cái gì mà em mập quá vậy? Vậy thôi khóc rồi hả? Không. Câu đó giống như là một cái lưỡi dao đâm thẳng vào tim của người phụ nữ. Chắc là tại chị có chồng xấu quá, chị không có quen câu đó đó. Tại hát cái câu tình yêu là vết dao đâm vào tim. Đúng rồi, đâm một cái ừ mà mai bà chưa chết. Sao? Mở. Trời ơi, mở mà nhìn thấy hết hồn vậy. Trời ơi quá. Mấy bữa nay em tưởng đâu là bà có bầu quá. Trời ơi. Em tưởng đâu bà có bầu mà bà không nói. Tôi đang buồn quá mà nói toàn những chuyện mà không có tích cực thì làm sao mà tôi sống được trên cõi đời này. Bây giờ nói cái chuyện tiêu cực nè. Nói cái chuyện tích cực. Để em nói, phụ nữ mình mà xuống cấp là mình phải túi lên liền. Đúng, con bé này nó nói rất đúng. Chứ để mà sụp cái rồi sao kéo lên được. Chính xác. Phải làm liền ngay kìa. Phải làm liền ngay kìa. Ừ. Bây giờ em có cách. Bây giờ túi lên bằng cách nào? Túi lên bằng cách nhanh chóng nhất và đẹp và hiệu quả nhất. Là đập xây lại. Trời ơi, Nguyên, tôi dãy nhà trọ này biểu tôi đập tôi xây lại làm sao tôi đẹp lên được. Ủa tôi đâu kêu đập nhà trọ. Mới biểu đập xây lại đó. Kêu đập cái mặt của mình nó đập từ trên tới dưới luôn. Đập tút nó từ dưới lên tới trên. Đẹp liền, thành gái 18 liền. Có nghĩa là đi thẩm mỹ đó hả? Chính xác. Là sửa hết toàn bộ vậy đó hả? Thôi. Chỗ nào mà nó lồi ra là giạt chỗ đó. Trời ơi. Nét đẹp tự nhiên muôn đời là đỉnh cao của nhân loại. Chỉ đụng vô dao kéo làm gì? Vừa đau đớn vừa gây lại hậu quả. Chị có con em làm chủ mỹ phẩm làm gì? Nhất dáng nhì da. Thứ ba là mái tóc. Tóc này thầy không thua rồi đó, thầy rớt rồi. Còn lại nhất dáng nhì da. Chị chủ với trai hả? Chị ngồi qua bên. Em có cách. Em có cách. Chị sẽ theo cách của em.